Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là đàn gà của mình đây. Đàn gà tre và gà sao. Gà tre này thì mình cũng mua và nuôi từ nhỏ. Đàn gà tre thì cũng được khoảng 1 năm rồi. Đàn gà tre của mình thì có 2 con trống này. Đây con trống đẹp chưa? 2 con trống và 6 con mái. 6 con mái thì đẻ rất nhiều trứng này. Đẻ. Đợt trước mình đã cho ấp là được 10 con gà con đây. Đây gà con này. Lớn gần bằng con mẹ rồi nhá. Đẹp chưa? Gà sao đây. Đây gà sao nhá. Gà sao ôi đánh nhau này. Gà tre bé rất bắt nạt con gà sao này. Mình rất là thích nuôi gà. Sáng chuẩn bị đi làm thì cho gà ngắm gà ăn này. Buổi tối đi làm về cho gà ăn này. Đây cho các bạn xem mấy con gà con mới nở đây. Đây gà tre mới nở được khoảng hơn 2 tuần rồi các bạn. Hôm nay mình mới tách con mẹ nó ra thì nó nhát hơn mọi khi có mẹ nó thì nó không nhát như này. Đây là 2 đàn à, 2 ổ của mình gộp lại đây cũng hôm xuống ổ thì đúng là hôm trời mưa rét thì cũng chết mất mấy con, bây giờ khá là đẹp rồi. Bạn nào muốn thích nuôi gà tre thì comment bên dưới nhá. Comment bên dưới thì mình sẽ có thể là tặng các bạn để các bạn nuôi. Và mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn nhé.